Vâng, đi qua gian hàng cây thương mại hội chợ Vincom Long Biên, tôi thấy có một cơ sở với một cây xanh long phá, tay một của các anh đã cắt và chuyển dáng. Tôi thấy cái phần bệ thân rất đẹp, cốt thân đã lên u cục rất nhiều. Và cây rất là ở già cây rồi. Vâng, với tác phẩm long hóa này hay quá. Cái này cái thân cốt của nó hay phết này, mượn cái nó là long hóa rồi nó thân đẹp, bệ đẹp, u mụn cũng nhiều rồi. Bao nhiêu tiền này, đây đây trả nói bao tiền? 350 triệu. 350 triệu à? Vâng, anh chủ vườn báo giá là 350 triệu. Có số điện thoại không? Số của vườn mình không? Dạ. Treo ở đây, có treo số điện thoại không? Nó không biển. Không mang biển. Ôi, mẹ viết mỗi số điện thoại treo vào móc gốc cây thế là xong. Dạ. Cái tờ bìa cắt tông, dạ, lấy bút bi viết thế là xong, chả cần phải đề cái gì nữa. À, đọc chậm đấy. Đọc chậm số điện thoại. 0977 792 599. Rồi, anh ở tỉnh nào? Vĩnh Phúc. Ở huyện nào? Sông Lô. Lại gặp chàng trai Sông Lô rồi. Vâng. Thế còn đây có phải đuôi đuôi trứng không nhỉ? Dạ. Đây đuôi này đuôi đuôi trứng, đuôi long 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 lùn đuôi trứng. Vâng. Đuôi trứng cả đôn cả chậu đây. Một đôi đuôi trứng. Mùa ba. Ở giữa là cây long hóa vừa rồi á? Vâng. Không. Cây đấy mà đẹp thì giữa hai cây này thì không hợp. Cây giữa hai cây này chỉ là cây trực thôi anh ạ. Bởi vì hai long hai bên rồi, cây long hóa ở giữa thì anh quay cái long hóa về hướng nào? Về phía bên cây cây này hay cây kia? Hai bên đã long rồi, ở giữa lại long hóa. Ở giữa chỉ là xanh trực. Xanh trực hoặc là cổ dáng làng cũng được. Đấy là lối chơi của người ta thôi, còn mình đặt thế nào chả được. Mình đặt để khu bán thì đặt nào chả được. À, đôi xanh long lùn đây. Chúng ta cùng chia sẻ sau đó xin cái báo giá của anh là bao nhiêu. Okay, there.
Và bây giờ tôi xin hỏi anh chủ vườn, anh báo giá đôi long này giá bao nhiêu? 150 triệu một đôi ạ. Vâng. Một đôi long là 150 triệu. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Cái tung này của anh à? Vâng. À, bên cạnh đó một cây tùng là Hán, có cái phần bệ gốc cũng rất hay. Bao nhiêu tiền cây tùng anh? 35 triệu chứ. 35 triệu. Vâng. 35 triệu. Và bên cạnh đó tôi thấy có một cái gốc sung rất đặc biệt. Quả to, chín rực rỡ và đeo quả từ dưới gốc lên. Rất hay. Bao nhiêu tiền cây này? Tôi bán 75 triệu. 75 triệu. Có cái tay quay phía trên cũng nó cũng nghịch cũng hay. À, đến đây tôi thấy anh có cái cây dưới, nhưng mà thời điểm này anh đã vặt hết lá, chặn tỉa răm. Ai gọi anh nhỉ? Có phải gọi mình không nhỉ? Có một ông nào tên là Sinh gọi vọng đến anh Sinh ơi. Thôi được rồi, gặp được nhiều người tên là Sinh là thích rồi. Thế hóa ra là có người gọi mình thật. Bây giờ tí nữa. À, cây dưới này bao tiền anh ơi? Cháu bán 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Nâng được cái rễ lên cũng hay, nhìn cũng nghỉ ngộ nghĩnh. Thân nó là bơ chưa? Thân nó là bơ chưa? Vâng, đây là gốc tường vi dáng trực đây. Tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn. Và ở đây là anh có hai cây rất giống nhau, và kể cả về trọng.
Và đây là một cây nữa. Cái đuôi tường vi dáng trực giống giống nhau này bao nhiêu anh ơi? Đuôi 15 triệu anh ạ. À vâng, 15 triệu đuôi tường vi. Cũng nhăng nhác giống nhau đấy. Vâng, đến đây tôi thấy anh có cái hoa giấy tầm nhỏ cũng vui mắt này. Trông cũng hay này. À, tại nhà vườn Đỗ Hưng à? À rồi. Số điện thoại vẫn hôm nay anh đọc chậm thế hả? Và cây này thì mấy triệu? 2 triệu rưỡi à? Rồi. Vâng, để kết thúc video tôi giới thiệu với các bạn cây linh sam. Và chúng ta muốn biết được anh báo giá giao lưu linh sam là giá bao nhiêu? 16 triệu chứ ạ. 16 triệu à? Vâng. Cái cành này nếu mà mình tạo tác mình vót nó đi để trở thành cái lúa hay tạo lúa chứ không chắc là về chủ mới người ta sẽ làm. Vâng. Chứ không ai chơi để cành cọc này cả. Vâng. Vẫn là cái cành lúa cành chết nhưng mà sẽ tạo đi chứ không ai để cái vết cắt cọc này. Vâng, đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng video để chúng ta chuyển tiếp những video sau.